đi cà lấp nhiều. Đấy thì sau cũng tập thể thao nhiều, thì cũng đỡ nhiều rồi, nhưng mà vẫn còn cứng lắm, thế là đi đi được. Hồi nãy ông kia để anh cái chạy với như thế, cứng lắm, để cứng lắm em. Đúng rồi. Có chân mà không đi được thì buồn lắm em. Cái này á là mọi người biết cái tay này đi rung á là không phải là Parkinson, vì Parkinson nó rung á là kiểu bắt chuồn chuột. Nè, còn anh này không có, anh này rung là do nó chèn cái cuộc sống cổ. Đó là thằng mới, gọi là nhân giấc mong tên. Đó gọi là kiểu bằng mới, gọi là xương xương thôi. Rồi, một người ngồi, một người giữ giùm thầy đi, thầy kéo không này chứ. Ngồi là ngồi ở giữa chứ. Rồi nha. Ngồi đây. Rồi chứ. Đấy. Thì cứ đưa đồ bò đụng bằng chân nhé. Quýnh gì lên cái đồ. Bỏ này đây, ngâm miếng nha, dở này lên. Đấy. Thì cuộc đời thay đổi liền, nằm quay mặt trường quay qua đây. Đấy. Rồi nhấc cái giò lên vậy. Thấy không? Vậy là theo thầy làm đệ tử được rồi phải không? Rồi làm thả lỏng người ra, thả lỏng ra rồi làm quay đây. Rồi làm thẳng ra. Nếp giờ lên. Rồi đẩy cái này lên đây. Đối xử với tàn nhẫn gì mà được. Vì thanh bất kiến gì hình. Mấy ngày nay mọi người về có tập cái mà ngủ hoài tâm tin không? Đúng rồi. Thì khi mà tập mà đúng bài đó, đây nè, để nhẹ nè, giống như đồ chơi vậy đó. Nhưng mà cái lực nó mới có. Thấy chưa? Để hốt cho hốt mạnh vậy. Hốt mạnh lên. Một là vậy, hai là khi mà đau á thì cười. Đang cố gắng. Bởi vì cố gắng vậy thì cái chân nó mới mạnh trở lại được. Hấp mạnh và bất mạnh. Đấy, đấy, không có cơ gì. Nhẹ hẳn á, rồi giờ lấy tay lại đi.
Không, cái không, cái đó không cần. Bây giờ cái tay không rung với lại liền. Cái tay. Đấy. Đấy. Một lần nữa. Rồi, bây giờ anh chạy qua cái. Anh đi, anh sao đó. Đi lẹ lạc lên em. Đấy, đấy nhẹ liền em. Rồi. Rồi. Hôm qua giờ là cứng phải không? Cứng. Rồi, bây giờ chạy đi. Ok. Đấy. Từ sau anh học còn tiếp một đợt nữa. Làm tiếp nữa. Ok. Đấy. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.